chết và tái sanh. Trước hết, Tâm Từ xin được tóm đọc lời giới thiệu của Thượng Tọa Thích Bảo Lạc. Chết và tái sanh là một quyển sách được soạn dịch từ các tài liệu tiếng Anh qua ngòi bút lưu lời của Đại Đức Thích Nguyên Tạng, người đang chăm sóc trang nhà điện tử của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, www.quangduc.com, thực hiện gửi đến quý độc giả như món quà Xuân Di Lặc năm 2001 này. Ngoài ra, Đại Đức còn chuyên trách biên thảo về Phật giáo quốc tế, với các bài viết quen thuộc về đất nước, nhân vật và sự kiện xảy ra đó đây trên khắp thế giới. Được đăng trên các tờ báo Phật giáo ở Việt Nam và hải ngoại như Pháp Bảo, Úc Châu, Pháp Âm, Na Uy, Giao Điểm, Hoa Sen, Phật Học tại Hoa Kỳ, Tạp Văn Phật Giáo, Tuần Báo và Nguyệt Sang Giác Ngộ tại Việt Nam, qua hai yếu tố văn phong trong sáng và sự làm việc chuyên cần của bút giả. Tôi ân cần giới thiệu đến quý vị tác phẩm nhỏ này của Đại Đức Thích Nguyên Tạng, do Phật tử Tu viện Quảng Đức tại Melbourne và Chùa Pháp Bảo Sydney hùng phước đóng góp tịnh tài ấn tống, để tác phẩm sớm được phổ biến sâu rộng đến quý độc giả. Sydney, ngày 18 tháng 1 năm 2001. Thượng Tọa Thích Bảo Lạc. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu sơ qua phần mục lục để quý vị tìm theo dõi. Thứ nhất, chết, thân trung ấm và tái sinh. Thứ hai, giúp đỡ cho người hấp hối. Thứ ba, khi nào thần thức rời khỏi thể xác. Thứ tư, thần thức sẽ ở trong trạng thái trung ấm bao lâu. Thứ năm, quan điểm của Phật giáo về việc tự sát. Thứ sáu, hiến tặng thể xác có tốt không. Thứ bảy, làm gì để chuẩn bị cái chết. Thứ tám, dưới ánh sáng của cái chết. Thứ chín, bạn muốn ngày ấy như thế nào. Thứ mười, chết, một pháp môn tu. Thứ mười một, thực hành pháp quán về cái chết. Thứ mười hai, hiến xác theo quan điểm của Phật giáo. Mười ba, cơ thể sau khi chết. 14. Một Lạc Ma Tây Tạng tái sinh ở Hoa Kỳ. 15. Một thế hệ mới của Lạc Ma Tây Tạng. 16. Tái sinh ở phương Tây. 17. Tin Phật trước khi chết. 18. Một bằng chứng sống về thuyết tái sinh. 19. Bác sĩ Alan Molloy, một bác sĩ Phật tử người Úc. Và thứ 20, lời cuối sách, chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi. Và đây, lời đầu sách. Đạo Phật xuất hiện trên thế gian này chỉ một mục đích duy nhất, là đưa chúng sanh thoát khỏi cảnh trầm luân đau khổ. Ngày nào chúng sanh chưa giải thoát sanh tử trong ba cõi sáu đường, ngày đó đạo Phật vẫn hiện hữu. Nói vậy sẽ có nhiều người ỷ lại rằng bên ta luôn có Tam Bảo che chở, không cần tu tập. Và nếu đến lúc chết, vấn đề sinh tử luân hồi chưa được giải quyết, thì chư Phật và chư Bồ Tát tiếp tục ra đời với sứ mạng cứu khổ độ sinh. Đó là một quan niệm sai lầm. Người xưa từng nói, chớ hẹn tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Sự vô thường, già, bệnh, chết không hẹn trước với ta, nó sẽ đến với ta bất cứ giờ phút nào. Do đó, mọi người phải tự biết
mình và phải chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi của mình chắc chắn sẽ xảy ra ở phía trước. Tập sách này phần chính là ghi lại cuộc tham vấn giữa Thượng tọa Penny Hoarder và các lạc ma Tây Tạng. Những con người được mệnh danh là có đủ năng lực để thẩm định sự sống chết. Thượng tọa Penny Hoarder là một tăng sĩ người Úc, sáng lập viên dưỡng đường tiếp dẫn Kasura để chăm sóc người sắp lâm chung ở thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Đại Lợi. Ngài đã viếng thăm các bậc lạc ma tên tuổi như Dalai Lama, Gyatso Khyentse Rinpoche, Kodi Chanchap Rinpoche, Gwaji Kamtu Rinpoche và Geshe Lamrimpa để tìm hiểu về tiến trình hấp hối, chết và tái sinh của con người. Cuộc tham vấn được thực hiện vào tháng 5 năm 1995 tại tỉnh Rasamsala, miền Bắc nước Ấn Độ, nơi các lạc ma Tây Tạng đang sống cuộc đời lưu vong từ năm 1959. Và sau đó được đăng tải trên nguyệt san Mandala của Hội Bảo tồn Phật giáo Đại Thừa tại Hoa Kỳ. Ngoài ra tập sách này cũng cung cấp nhiều tài liệu khác có liên quan đến chủ đề chết và tái sinh. Những thông tin có thể giúp ta ít nhiều trong tiến trình chết và sau khi chết. Tập sách nhỏ này được ấn hành lần đầu tiên tại Sài Gòn vào tháng 10 năm 2000 do một đệ tử góp nhặt các bài ngắn đã in trên báo trước đó. Rồi sách lại được tái bản tại Úc vào tháng 2 năm 2001 để cung ứng cho sự học hỏi của Phật tử tại đây. Và nay, nó được đạo hữu Philip Phạm và một số bạn bè của anh tại tiểu bang California lấy xuống từ trang nhà của Quảng Đức để in lại cho quý Phật tử đọc. Tôi xin ghi lại nơi đây lời tán dương công đức của đạo hữu Philip và quý Phật tử tại Mỹ đã góp phần lan chuyển bánh gia Pháp đến với chúng sanh trên thế gian này. Xin chắp tay nguyện cầu cho chánh pháp được trường tồn, chúng sanh được an lạc. Và cũng xin nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời của chúng ta, sớm tái sinh về cõi giới an lành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng, Melbourne, mùa báo hiếu năm 2001. Vấn đề thứ nhất: chết, trung ấm thân và tái sinh. Phần 1. Chết. Qua sự huân tập và ảnh hưởng của tam độc tham sân si, ác nghiệp đã hình thành, thiết lập những mối liên kết với tâm thức qua những khuynh hướng có mục tiêu. Khi con người chết, nếu có những khuynh hướng như thế, sẽ tiếp tục đầu thai trong vòng sinh tử luân hồi với thân và tâm được thừa hưởng từ sự tích lũy nghiệp thiện và ác ở kiếp sống vừa qua. Một số người chết vì kiệt sức hoàn toàn, một số khác chết do hao mòn phước đức, chết không đúng thời điểm hay còn gọi là bất đắc kỳ tử. Một người chết trong ba trạng thái tâm: thiện, bất thiện hay vô ký. Trong trường hợp thứ nhất, người hấp hối có thể quán tưởng về Tam Bảo hay một vị thầy đức hạnh của mình. Bằng cách đó, tâm của vị ấy mới phát sinh tính tâm. Hoặc người hấp hối có thể nuôi dưỡng niềm hỷ lạc vô biên để thoát khỏi sự ràng buộc của những phiền não tham dục, luyến ái. Thay vào đó, bằng cách quán niệm tánh không và tâm từ bi. Điều này có thể tự người hấp hối làm hoặc qua sự trợ niệm của người khác. Nếu những yếu tố trên được nuôi dưỡng trong thời điểm hấp hối, một người chết với tâm thanh tịnh như thế
thì việc tái sinh của họ sẽ được cải thiện. Đây là cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết. Mặt khác, ta nên tránh đánh thức, quấy nhiễu người đang hấp hối. Điều đó chỉ khiến cho họ nổi giận thôi. Đôi khi người thân và bạn bè tập trung quanh tử sàn, bày tỏ niềm tiếc thương và khóc lóc bi thảm, sẽ làm cho người hấp hối khởi tâm tham ái và quyến luyến. Nếu người chết với tâm niệm bất thiện như thế, sẽ đẩy họ đầu thai vào cõi xấu. Điều này rất nguy hiểm. Trong bất cứ trường hợp nào, trạng thái tâm của người hấp hối bao giờ cũng quan trọng trước khi chết. Bởi vì ngay cả một người tu luyện tâm linh mà bị quấy rầy vào thời điểm ấy, cũng làm cho phiền não phát khởi. Chính trạng thái tâm này sẽ tạo ra ác nghiệp, và đó là động cơ chính dẫn dắt người ấy tái sinh vào một cõi bất lợi như tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì thế, điều tối quan trọng cho cả người hấp hối lẫn người sống là tránh tạo ra những tình huống gây bất lợi cho tâm thức của người chết. Chúng ta cần biết điều này. Những người chết trong trạng thái tâm thiện đều có cảm giác mình thoát ra ánh sáng từ trong bóng tối, loại bỏ sự khổ đau và đạt được hạnh phúc. Có nhiều trường hợp, người bệnh rất nặng, đến lúc gần chết, đã nói ra những điều tốt đẹp, thoải mái, thay vì nói đến căn bệnh của họ. Còn đối với người bệnh tuy nhẹ, nhưng nỗi sợ hãi quá lớn, giai đoạn cuối cùng này, tâm họ luôn hoảng hốt, nên có cảm giác mình từ nơi ánh sáng đi vào trong bóng tối, và từ nơi hạnh phúc bị rơi vào cảnh khổ đau. Một số người, thân thể ấm áp của họ đã bị suy yếu qua cơn bệnh, nên họ trở nên khao khát, muốn được hơi nóng. Bằng cách này, củng cố thêm cho khuynh hướng tái sinh của họ vào nơi như địa ngục nóng hoặc một nơi có khí hậu nóng. Những người khác thích cái mát lạnh, thích uống nước lạnh, và khiến cho khuynh hướng tái sinh của họ vào nơi như địa ngục hàn băng chẳng hạn. Vì thế điều này rất quan trọng là tránh khởi những ý niệm tham ái trong lúc chết, và trực tiếp hướng tâm đến những điều thiện. Phần thứ hai, thân trung ấm. Thân trung ấm gọi là bạc đô, nên hiểu nôm na là sự sống sau khi chết, trước khi thần thức người ấy đi tái sinh vào một trong sáu cõi nào đó: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thân trung ấm là thân không có xác thịt, mà là lấy tư tưởng làm thân. Sau khi người ấy chết, thần thức thoát ra khỏi xác, thì trụ lại ở thế giới trung gian này từ 1 đến 7 tuần lễ. Rồi sau đó tìm kiếm một nơi thích hợp với nghiệp lực của mình mà đi tái sinh. Nếu trong thời gian này thân trung ấm chưa tìm thấy một nơi tương ứng với mình để tái sinh, thì nó lại chết đi sau mỗi 7 ngày. Sau đó, thần thức lại chuyển qua một thân trung ấm khác. Chu kỳ sinh diệt này cứ lặp lại cho đến khi thần thức đi tái sinh. Trong thời gian ở lại với cõi trung ấm này, vào những ngày đầu, vong linh không nhận ra mình đã chết. Họ quay lại gia đình để gặp lại những người thân, nhưng không ai biết. Họ hỏi thăm từng người, nhưng không ai trả lời. Họ cố gắng sinh hoạt trở lại bình thường như lúc còn sống, nhưng không thể được.
cho đến khi họ tự phát hiện ra bóng hình không in lên đất, không phản chiếu trên gương, họ mới biết là mình đã chết. Từ đây, họ lần lượt nhớ lại những thiện và ác nghiệp mà họ đã tạo ra trong đời sống vừa qua. Tất cả những cảnh tượng hạnh phúc hay khổ đau đều hiện ra trước họ như một cuộn phim suốt cuộc đời họ. Nếu vong linh là người từng tạo phước, tu tập tâm linh, thì luôn có những cảm giác yên bình, thanh thản và dễ dàng để tìm đường tái sinh vào cõi lành. Còn nếu những người từng tạo ra ác nghiệp, có đời sống tiêu cực, thì luôn đối mặt với những cảnh tượng khổ đau, kinh hoàng, sợ hãi, thất vọng và chán chường. Họ lang thang một cách tuyệt vọng trong cõi trung ấm và muốn tìm một thân xác để tái sinh tương xứng với nghiệp lực của họ. Nếu thân trung ấm có tu tập và làm chủ được thần thức của mình, thì người ấy chọn lựa cho mình một cảnh giới tốt để tái sinh, ngõ hầu tiếp tục tu luyện hoặc vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh. Trái lại thì không có sự lựa chọn nào, mà thần thức người ấy bị buộc phải thọ sinh vào một cảnh giới nào đó khế hợp với nghiệp lực của mình, cho dù người ấy có muốn đi hay không. Phần thứ ba, tái sinh. Nếu được tái sinh trở lại cõi người, thần thức của người ấy thấy cha mẹ tương lai của mình đang nằm với nhau. Nếu người ấy tái sinh thành người nam, thì phát khởi tâm muốn chiếm hữu người mẹ mà rất ghét người cha. Nếu tái sinh trở thành người nữ, thì ngược lại, thần thức người ấy khởi tâm muốn giao hợp với người kia. Nhưng lúc ấy, họ chỉ thấy bộ phận sinh dục của người kia mà không thể thực hiện được. Do đó, họ nổi giận. Chính cơn giận này đã làm chấm dứt thân trung ấm của họ, và thần thức của họ được chuyển qua đời sống kế tiếp bằng cách nhập vào bào thai của người mẹ và bắt đầu với hình dáng của một con người. Khi ấy, tinh cha và huyết mẹ được kết hợp với thần thức của người ấy, họ tự nhiên và dần dần phát triển thành một con người. Như đã nói ở trên, khi gần đến ngày tái sinh, thần thức của người ấy bị lôi kéo về nơi tái sinh tương lai, thậm chí nơi ấy là địa ngục. Ví dụ một người đồ tể nhìn thấy một con cừu, anh ta muốn đuổi bắt và giết chết nó. Nhưng lập tức, anh ta thấy bóng mờ xuất hiện, nên anh ta giận dữ. Cơn giận đã làm kết liễu thân trung ấm của y, và thần thức của y rơi vào địa ngục hay súc sinh. Sự chuyển tiếp sự sống từ đời này sang đời khác là nghiệp lực. Nghiệp, karma, có một năng lực cá biệt và đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cấu tạo tâm tánh của con người. Nghiệp được hình thành với sự tập hợp của tam độc tham sân si, hay vô minh và ái dục. Chính vô minh và ái dục là cội rễ của mọi ác nghiệp. Do ác nghiệp này mà khiến cho con người trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi khổ đau này, con người phải nỗ lực tu tập, đoạn diệt cho bằng được cội rễ của vô minh. Khi vô minh bị tận diệt thì ái dục cũng bị tận diệt. Ái dục diệt thì sinh lão bệnh tử, sầu bi khổ ưu não cũng không còn. Và lúc ấy, con người mới thực sự thoát khỏi vòng vây
của sinh tử luân hồi. Vấn đề thứ hai, cuộc hành trình đi đến kiếp sau. Thượng tọa Penny Holder, sáng lập viên dưỡng đường tiếp dẫn Kasura để chăm sóc người sắp lâm chung ở thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Đại Lợi, đã thực hiện cuộc phỏng vấn các bậc Lama tên tuổi như Dalai Lama, Lhasa Trenchi Rinpoche, Kodi Chensap Rinpoche, Gorji Kamtu Rinpoche và Geshe Lama Rinpo về tiến trình hấp hối, chết và tái sinh của con người. Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào tháng 5 năm 1995 tại tỉnh Dharamsala, miền Bắc nước Ấn Độ. Giúp đỡ cho người hấp hối. Hỏi: xin cho biết cách nào tốt nhất để chúng ta có thể giúp đỡ cho người đang hấp hối và người vừa qua đời. Câu trả lời của Dalai Lama như sau: khi gặp người đang hấp hối, tuyệt đối tránh quấy rầy họ, đặc biệt là không làm cho họ nổi giận hoặc khóc lóc, để họ sanh tâm quyến luyến. Ngược lại, phải nhắc nhở để họ hành trì, tu tập vào giờ phút cuối, ví dụ như quán tưởng hình ảnh của chư Phật, các vị thầy đức hạnh, Chúa Giêsu, hoặc một lời dạy nào đó tùy theo tín ngưỡng của họ. Nếu người ấy không theo một tôn giáo nào, nên giúp đỡ cho họ chết trong thanh thản và yên bình. Khi người ấy trở nên hôn mê, nếu là hành giả, thì nhắc nhở pháp môn mà họ công phu thường ngày, đặc biệt là lúc họ sắp ra đi. Kế đó tụng một số bài cầu nguyện. Nếu thân nhân muốn tốt cho người đang hấp hối, thì tự tụng niệm hoặc cung thỉnh chư tăng về nhà để cầu nguyện cho họ. Trường hợp không có chư tăng tiếp dẫn, người thân trong gia đình có thể tụng thần chú Om Mani Padme Hum hoặc những thần chú khác mà họ biết để tiếp dẫn cho người chết. Sau tang lễ, gia đình tiếp tục thọ trì tụng niệm đến ngày thứ 49 cho hương linh dễ dàng tìm lối tái sinh vào cõi lành. Công việc mai táng thi hài còn tùy nghi theo mỗi nền văn hóa hay tập tục của người chết. Điều này không mấy quan trọng, bởi vì một khi thần thức đã thoát thân, thì xác chết ấy cũng giống như một đống đất. Tại một làng không theo Phật giáo thuộc miền Nam Ấn Độ, tập quán của họ là chôn cất thi hài rồi trồng cây lên mộ. Đây là một cách để chấm dứt việc ô nhiễm không khí từ hỏa táng bằng củi đuốc, một tập tục thường thấy ở Ấn Độ. Điều này còn tránh đi việc hủy diệt cây rừng, một tài nguyên quý giá của quốc gia. Đây là một phương pháp tốt, mặc dù nó không bằng như ở phương Tây, nơi dùng điện để hỏa táng. Gorji Kamtu Rinpoche trả lời thêm như sau: đối với người hấp hối và người vừa chết, cách tốt nhất mà bạn muốn giúp đỡ là phát khởi lòng bi mẫn của chính bạn hướng đến với người sắp lâm chung. Lòng thương yêu và bi mẫn của bạn rất có lợi ích cho người hấp hối. Vì nó phát khởi từ lòng bạn, nên bạn dễ dàng tỏ bày cho người ấy lòng bi mẫn vô điều kiện mà người sắp chết rất cần. Lòng bi mẫn thật sự của bạn sẽ tạo ra một bầu không khí yên bình cho người hấp hối, nghĩ đến chiều hướng tâm linh cao cả và con đường tu tập của họ trong tương lai. Một điều quan trọng khác là bạn đừng xa lánh và bỏ người đang hấp hối một mình.
chết là sự thật và là một nỗi sợ hãi ghê gớm nhất đối với con người. Do đó bạn nên ở bên cạnh họ, hoặc cầm tay họ nói lời an ủi, hoặc nhìn vào mắt họ với niềm cảm thông. Thân thể cũng có ngôn ngữ yêu thương của nó. Hãy sử dụng nó, đừng sợ hãi, vì e rằng họ hôi hám, nhơ bẩn, hoặc sợ họ bắt mình theo. Nếu bạn thể hiện được những cử chỉ trìu mến như thế, thì bạn sẽ đem lại cho người sắp lâm chung niềm an lạc lớn nhất ở cuối cuộc đời họ. Khi bạn chắc chắn người ấy đã chết, bạn vẫn duy trì lòng bi mẫn vô bờ của bạn và cùng với mọi người ở bên cạnh tử sàng mà tụng lớn danh hiệu chư Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà hoặc danh hiệu 35 vị Phật, vân vân. Nếu bạn niệm Phật với lòng bi mẫn vô biên của bạn, sẽ giúp cho người lâm chung một bước đường tái sinh. Và đây, lời giải đáp của Kodi Sanshap Rinpoche. Có hai hạng người cần xem xét ở đây. Thứ nhất là người có tín ngưỡng. Thứ hai là người không theo một tôn giáo đặc biệt nào. Nếu người hấp hối là một Phật tử, thì chúng ta tụng kinh và niệm Phật tiếp dẫn siêu độ cho họ. Nếu người ấy không theo tín ngưỡng nào, thì điều tốt nhất để giúp đỡ họ là khuyên họ nghĩ đến những người tốt và những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời. Khi một người đang hấp hối và trong giờ phút bối rối ấy, không gì tốt hơn là đem lại cho họ cái cảm giác bình an và ấm áp của lòng người. Cảm giác này rất có ích cho tâm thức của họ. Tôi sẽ giải thích chi tiết về những gì để giúp đỡ hai hạng người này. Đối với người theo đạo Phật, chúng ta có thể gợi cho họ hồi hướng về những gì mà họ từng quy y và tu tập. Chúng ta có thể nhắc cho họ nhớ về bồ đề tâm, tỉnh thức tâm, thanh tịnh tâm và sự tập trung thiền định, vân vân. Điều này rất có lợi cho một Phật tử. Đối với người không có đạo, chúng ta có thể khuyên họ suy nghĩ rằng cầu mong cho mọi người được hạnh phúc, cầu mong cho mọi sinh linh được an vui, cầu nguyện cho mọi chúng sanh thoát khỏi những khổ sầu của họ. Những ý tưởng muốn sự tốt đẹp đến với người khác rất có ích cho người hấp hối. Đối với Phật tử lúc sắp chết, nên nhắc cho họ nhớ về công hạnh của chư Phật, nhớ về hình ảnh của một vị Phật nào đó. Có thể đặt một ảnh Phật trong phòng của họ. Điều này rất có ích và là điều kiện giúp cho vong linh tái sinh vào đất tịnh. Ngay sau khi người ấy chết, điều rất quan trọng cần lưu ý là không được đụng chạm đến thi hài của họ để cho tiến trình chết không bị gián đoạn. Tiến trình này chỉ chấm dứt khi thân trung ấm hoàn toàn thoát ra khỏi thân xác. Ở Tây Tạng, người thân phải đợi 48 tiếng đồng hồ mới tiến hành tang lễ. Lời giải đáp của Jesse Lam Rempa. Nói chung, khi đã xác định người ấy sẽ chết, điều quan trọng là phải hoàn thành mọi ước nguyện của họ. Nếu họ tỏ ra luôn luôn giận dữ, thì chúng ta nên làm cách nào để ngăn chặn cơn giận của họ, giữ cho họ luôn ở trạng thái thanh thản và bình yên. Nên tránh gây ồn ào và di chuyển đi lại thường xuyên bên người ấy. Nếu người hấp hối quá quyến luyến người thân, vợ hoặc chồng, cha mẹ con cái,
thì tốt nhất không cho người thân này đến gần tử sàng. Hãy cố gắng làm điều này để chấm dứt lòng luyến ái của người hấp hối. Nếu xác định chắc chắn rằng họ sẽ chết, thì chúng ta nên cho họ những thức ăn uống về những thứ mà họ đòi hỏi để họ vui lòng và thỏa mãn, ngay cả thức ăn được kiêng cữ trong thời gian điều trị. Tuy nhiên, không được cung cấp độc dược và thức ăn có thể đe dọa đến mạng sống. Nếu chúng ta cố gắng nói pháp cho người hấp hối, nhưng họ không thích nghe, thì tốt hơn là đừng nói. Vì điều này tạo cho họ có ác cảm đối với chánh pháp. Nếu họ nghĩ như vậy, thì đời sau họ sẽ không thích gần gũi với Phật pháp. Tương tự, nếu họ thích ăn uống mà mình không làm thỏa mãn ước muốn của họ, điều này làm họ giận dữ và là nguyên nhân khiến họ đọa vào loại ngạ quỷ. Nếu một người tin tưởng vào sự giúp đỡ của người khác và cũng là người từng giúp đỡ kẻ khác trong đời này, chúng ta nên nhắc cho họ nhớ về công hạnh tốt của họ và chúc mừng họ về việc tốt mà họ đã làm. Việc này làm tâm họ vui và họ sẽ tái sinh ở một nơi đầy hạnh phúc. Nếu chúng ta giúp cho ước nguyện của người hấp hối hoàn thành, thì họ sẽ rất mãn nguyện. Điều này ngăn ngừa lòng tham ái, giận dữ, quyến luyến và những tâm tà kiến khác của người hấp hối nổi lên. Vì thế sẽ giúp họ không đọa vào cõi xấu mà tái sinh vào cõi lành. Đối với Phật tử và người từng thọ trì một pháp môn nào đó, thì thật là thuận lợi nếu họ được chúng ta nhắc lại 10 điều Phật dạy trước khi chết như sau. Điều thứ nhất, không nên khởi niệm tham đắm, chấp thủ mọi dục vọng ở đời này. Nên cố gắng và tránh hướng tâm ái luyến đến người thân của mình. Vì dẫu đời sau có gặp lại, thì cũng phải chia lìa. Trong thời điểm hấp hối, ta phải bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau. Ta cũng không nên chấp đắm tấm thân của mình, vì lúc chết, ta phải rời bỏ nó. Ta không luyến tiếc các thứ như thức ăn, quần áo, nhà cửa, vì những thứ ấy cuối cùng cũng từ bỏ ta. Điều thứ hai, ta nên phát khởi lòng bi mẫn và thương yêu đối với mọi chúng sanh. Điều thứ ba, ta nên đoạn tận mọi phẫn uất và thù hằn, nếu không thì nó sẽ làm hại ta trong kiếp sau. Thứ tư, tất cả các giới pháp mà mình thọ trì, nếu đã vi phạm thì phải cố gắng sám hối cho thanh tịnh trước khi chết. Điều thứ năm, ta phải phát tâm dũng mãnh, trong đời vị lai sẽ thọ trì và giữ giới pháp thanh tịnh. Điều thứ sáu, ta phải cảm thấy đau xót về những ác nghiệp mà mình đã gây tạo cho người khác trong đời này, và phải sám hối để dễ dàng tái sanh. Điều thứ bảy, ta phải nhớ đến những công đức mà mình đã làm trong đời này, về những công đức của người khác đã làm, và phát tâm sẽ tiếp tục làm trong vị lai. Điều thứ tám, ta nên nghĩ đã đến lúc mình phải ra đi, để đến đời sau không có gì sợ hãi cả. Vì đó là quy luật tự nhiên, có sinh, ắt có tử. Điều thứ chín, phải quán thấy mọi sự vật hiện tượng đều do nhân duyên mà sinh và cũng do nhân duyên mà hoại diệt. Điều thứ mười, ta phải quán thấy rằng mọi sự việc, sự vật hiện tượng đều vô ngã để ta vượt thoát khỏi sầu và đạt được sự an lạc.
câu giải đáp của Drugo Jansi Rinpoche. Cách tốt nhất để giúp cho người hấp hối là lời nói và hành động của mình phải được thúc đẩy bởi lòng từ bi. Nếu có thể thì cung thỉnh Lama Đức Hạnh đến để làm pháp chuyển di tâm thức cho người hấp hối. Pháp này tạng ngữ gọi là Power, được xem là một pháp tu đặc biệt có giá trị và hiệu quả nhất để giúp cho người hấp hối. Bạn quán tưởng hình ảnh Đức Phật để trên đầu người hấp hối. Quán tưởng những tia sáng chiếu rọi vào người sắp lâm chung, làm sạch bản thể của họ. Và quán thấy họ tan thành ánh sáng, hòa nhập vào ánh sáng của chư Phật. Việc chuyển di tâm thức có thành công hay không là còn tùy thuộc vào sức thiền định của người đang thực hiện pháp tu này. Pháp tu đặc biệt này không những dành cho người sắp chết, mà còn có thể giúp tịnh hóa và chữa lành bệnh cho người còn sống. Các vị Lama vẫn thường dùng pháp này để cầu an thọ mạng cho người già yếu. Một số vị thầy cho rằng nên thực hiện pháp chuyển di tâm thức vào khoảng ngừng lại giữa hơi thở vào và hơi thở ra. Nhiều người khác thì nói rằng nên thọ trì pháp này càng nhiều càng tốt sau khi người đó chết, để hộ trì cho thân trung ấm của họ dễ dàng tái sinh. Theo giáo nghĩa của luật tông thì nên hỏa táng thi thể càng sớm càng tốt sau khi chết. Nhưng theo mật tông thì tốt nhất là đừng di dời thân thể sau khi chết trong vòng 3 ngày. Hỏi: người sắp lâm chung rất đau đớn về thể xác và hãi hùng với nỗi sợ chết. Phương pháp nào tốt nhất để giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi đó? Và Gachi Kremtun Rinpoche trả lời như sau: ở phương Tây, người ta thường dùng thuốc á phiện hoặc thuốc an thần để giảm nỗi đau thể xác của người hấp hối và giúp cho họ chết trong bình an. Tuy nhiên, theo Phật giáo, thì con người cần phải chết một cách đầy đủ ý thức, có sự tự chủ và tỉnh táo càng nhiều càng tốt. Vì thế, cần phải kiểm soát sự đau đớn để nó không thể che mờ ý thức của người sắp lâm chung. Đó là điều kiện cốt yếu của việc làm giảm sự đau đớn về thể xác. Thứ hai, làm gì để giúp người sắp chết vượt qua nỗi sợ chết? Trước hết, bạn phải thật bình tĩnh, và chính bạn cũng phải vượt qua trước nỗi sợ ấy. Khi giúp đỡ người hấp hối, bạn cần phải để ý mỗi phản ứng của chính bạn, vì phản ứng của bạn sẽ phản chiếu trên phản ứng của người sắp chết, và nó sẽ góp phần rất lớn vào sự an ủi của họ hay tàn phá họ. Khi niệm Phật tiếp dẫn, bạn cần chú ý trấn an người hấp hối rằng trong giờ phút cuối cùng này, họ sẽ đối mặt với vô số những cảnh tượng hãi hùng khác nhau mà lâu nay họ chưa từng biết, và điều đó khiến cho họ vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo chắc chắn rằng những ảo ảnh đó là không có thật. Chúng chỉ là sản phẩm từ ảo giác của người hấp hối. Nếu có thể, trao cho họ chuỗi ngọc mani hoặc một sâu chuỗi hạt của các thầy đức hạnh sẽ giúp đỡ cho họ vượt qua nỗi sợ hãi. Chuỗi hạt ở đây là biểu tượng năng lực của bậc đạo sư. Hỏi: đối với người không phải là Phật tử
họ không theo một tín ngưỡng nào, thì làm gì để giúp họ? Và Gaji Thamchul Rinpoche trả lời tiếp: đối với một người không tin hoặc không biết gì về đạo Phật, chỉ cho họ viên ngọc mani cũng như an ủi và giải thích cho họ biết những cảnh tượng rùng rợn mà họ sắp thấy trong chốc lát chỉ là những ảo ảnh trong giấc mộng chứ không thật có. Nhờ sự dặn dò trước này mà họ sẽ vượt qua nỗi sợ hãi khi hấp hối. Chương 3. Khi nào thần thức của người mới ra khỏi thể xác? Hỏi: ở phương Tây, dấu hiệu thông thường của cái chết là chấm dứt hơi thở và tim ngừng đập. Còn theo Phật giáo thì phải mất bao lâu sau khi việc này xảy đến thì thần thức mới thoát ra khỏi thể xác? Câu trả lời của Kori Chansak Rinpoche như sau. Có lẽ có hai hạng người cần xem xét ở đây. Thứ nhất, những người trẻ tuổi hoặc những người đã nằm chờ chết trong một thời gian dài. Hạng người này tâm thức rất tinh tế và thần thức của họ sẽ không lưu lại trong thể xác lâu, có thể chỉ một ngày thôi. Thứ hai là những người mạnh khỏe và cái chết đến rất nhanh. Thần thức của họ lưu lại trong thể xác đến 3 ngày. Những cái chết khác như chết bất đắc kỳ, chết vì tai nạn hay vì bạo lực. Chẳng hạn hai người đánh chém nhau, một người trong số đó chết đột ngột, thì thần thức của họ không lưu lại trong thể xác lâu. Nói chung, mọi người tùy thuộc vào tâm thức nặng hay nhẹ của mình mà thoát ra khỏi thân xác sau khi chết. Giải đáp của Jesse Lamprimpa: khi hơi thở dứt và tim ngừng đập, nó chỉ rõ rằng phần thô của thần thức đã tan mất. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp phần tinh tế của tâm thức còn lưu lại trong xác thân người ấy hàng tuần lễ, thậm chí có lúc cả tháng. Nhưng hầu hết là phần tinh tế tâm thức rời khỏi thể xác trong 3 hoặc 4 ngày. Trong thời gian này, thi hài không bốc mùi hoặc thối rữa. Câu trả lời của Gaji Thamchul Rinpoche: chưa thể xác định rằng một người bình thường chết, thần thức của họ rời khỏi xác trong 3 ngày sau đó. Nhiều người lưu lại lâu hơn, nhưng một số người khác thì trụ lại thời gian ngắn hơn. Có nhiều ví dụ điển hình trong số các vị Lạt Ma Tây Tạng, như Đức Lama Ling Rinpoche, thầy dạy học của Đức Dalai Lama. Thần thức của Ngài đã trụ lại trong xác thân cả tuần lễ sau khi viên tịch. Ở trong cộng đồng người Tây Tạng, những trường hợp tương tự vẫn thường xảy ra. Tóm lại, việc hỏa táng hoặc tiến hành tang lễ hay di chuyển thể xác tốt nhất phải đợi 3 ngày sau. Tuy nhiên, ngày nay điều này khó thực hiện được vì người ta sợ ô nhiễm. Do vậy, nên làm phép chuyển di tâm thức trước khi động đến thể xác của quá cố. Hỏi: trường hợp của người chết vì bệnh quá nặng như ung thư và AIDS, SIDA, thì thần thức của họ có thoát xác nhanh hơn không? Gaji Thamchul Rinpoche trả lời: điều này không chắc chắn lắm. Việc thoát xác sớm hay muộn không thực sự tùy thuộc vào người chết bị tai nạn hay bị bệnh nặng, mà tôi nghĩ rằng việc ấy có liên hệ mật thiết đến thiện và ác nghiệp
của người mất. Ví dụ đối với một người tu tập theo pháp Dzogchen hay một pháp nào khác, thì sau khi chết, họ tiếp tục quán tưởng tánh không, và thần thức của họ duy trì lại trong thể xác rất lâu, cho dù họ không thể luyến ái tấm thân ngũ uẩn này. Hỏi: các ngài có thể cho biết khi nào thì thần thức rời khỏi thể xác? Những dấu hiệu nào cho chúng ta biết rõ điều này? Kodi Sanshap Rinpoche trả lời: một lần nữa chúng ta lại thảo luận về hai hạng người thoát xác sau khi chết. Bây giờ tôi sẽ không đề cập đến hạng người có thần thức lập tức thoát xác sau khi chết, mà chỉ nói đến hạng người có phần tinh tế thần thức lưu lại trong thi thể nhiều ngày. Người ta nói rằng trước khi thần thức người ấy thoát ra khỏi thể xác, thì trên thi thể họ sẽ có một điểm nóng được tụ lại duy nhất có màu đỏ hoặc màu trắng. Điểm nóng tụ lại ở đâu thì thần thức sẽ thoát ra ở chỗ đấy. Ví dụ, nếu điểm nóng hội tụ ở đỉnh đầu, thì chúng ta tin rằng người ấy sẽ tái sinh vào cõi lành. Điểm nóng tụ lại ở bàn chân, thì chắc chắn người ấy sẽ đọa vào hạ giới. Dấu hiệu cho biết, khi thần thức thoát xác, sẽ có một ít máu chảy ra ở lỗ mũi, hoặc tinh dịch thoát ra từ bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, có một số người không thấy dấu hiệu này. Đó là những người chết đột ngột vì tai nạn hay bị bệnh tim. Dấu hiệu này chỉ tìm thấy ở những người có tiến trình chết chậm và lâu. Jesse Lamprimpa trả lời: hầu hết, người nào bị chết vì bệnh nặng, thì khi thần thức rời khỏi thể xác, đều có dấu hiệu máu hoặc chất nước vàng chảy ra từ lỗ mũi hoặc bộ phận sinh dục. Khi thần thức thoát ra, thì thể xác mới có mùi hôi. Đức Dalai Lama thứ 14 từng nói chuyện với các bác sĩ nổi tiếng ở phương Tây về vấn đề thần thức rời khỏi thể xác khi bệnh nhân tắt thở. Các bác sĩ đã trắc nghiệm và nói rằng họ đã thấy một làn khói trắng nhỏ thoát ra từ một điểm nào đó trên thân của người chết. Kết quả này được kiểm tra bằng máy móc và phân tích thể xác một cách cẩn thận. Những dấu hiệu như giọt máu hoặc nước vàng đều xảy ra đối với những người chết vì bệnh nặng. Tuy nhiên, thi thể người ấy thường được di chuyển quá nhiều trước khi thấy những dấu hiệu này. Vì vậy, những trường hợp như thế tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Ở Tây Tạng, theo tập quán truyền thống, phải giữ thi thể trong 3, 4 hoặc 7 ngày. Ngõ hầu giúp cho thần thức có đủ thời gian để thoát xác. Trong thời gian chờ đợi này, các lễ kỳ siêu cho người quá cố được tiến hành một cách nghiêm mật. Và Rajri Kamchu Rinpoche trả lời: bạn có thể biết khi thần thức thoát xác từ sự biến đổi của thi thể. Khi thần thức còn lưu lại trong thể xác, thì bạn cảm thấy người ấy chưa chết thực sự. Nước da của họ còn tươi và sáng lạ thường, giống như họ đang nằm ngủ. Nhưng một khi thần thức đã thoát xác, thì lập tức ta thấy thi thể thay đổi khác liền. Nước da khô, tái xanh đi và bắt đầu có mùi hôi. Lúc ấy, bạn mới có cảm giác đó là một xác chết chứ không phải là một người nữa. Những kinh nghiệm về làn khói hoặc giọt máu xuất ra khi thần thức thoát xác không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. Chúng ta chỉ nhìn thấy ở một số ít người.
Trong số những người này, khi thần thức thoát xác, chất nước vàng chảy ra từ lỗ mũi và ở hạ bộ. Có một vị lạc ma cao cấp chết, và khi thần thức thoát xác, lỗ mũi của ngài liền chảy ra hai dòng chất dịch lỏng, một bên thì màu đỏ, còn bên kia màu trắng. Hỏi: có đúng là cho đến khi thần thức thoát xác, thi thể mới bắt đầu có mùi hôi và có dấu hiệu thối rữa? Guachi Kemchu Rinpoche trả lời: sự thật đúng như thế. Hỏi: khi một người chết nhưng thần thức vẫn còn lưu lại trong thể xác, như vậy người đó có cảm giác gì không nếu bị người khác đụng chạm đến họ? Jesse Lam Rinpa trả lời: họ sẽ không có cảm giác gì cả. Khi phần khô của thần thức tan mất, thì người ấy không còn cảm giác nữa. Đối với các vị lạc ma chứng đắc và người Phật tử có tu tập, khi chết, phần tinh tế thần thức còn lưu lại trong thể xác, thì họ có thể ở trong tư thế ngồi thiền. Đến khi thần thức thoát xác, thi thể của vị ấy mới ngã xuống. Mấy mươi năm trước, khi những người Tây Tạng đầu tiên đến tị nạn tại tỉnh Busa ở Ấn Độ, tại một Phật học viện của Phật giáo Tây Tạng nọ, có hai vị tăng đánh nhau và một người chết. Sau đó, vì sự vụ này mà chính quyền Ấn và người dân địa phương chỉ trích rất gắt gao đối với người dân Tây Tạng. Họ nói rằng các tu sĩ Tây Tạng chỉ biết chém giết nhau mà thôi. Về sau, có một Lama đức hạnh tên là Gyari Rinpoche đến từ tu viện Gender ở Tây Tạng. Vị này đã phiên tịch tại Ấn với tư thế ngồi kết già trong 7 ngày. Người Ấn được mời đến chứng kiến cái chết lạ thường của vị Lama này, và họ cố gắng giật mạnh khăn trải giường để làm cho thi thể của ngài ngã xuống. Nhưng ngài vẫn ngồi thẳng như pho tượng. Dù trải qua 7 ngày, nhưng thể xác của ngài vẫn không có mùi hôi. Sau sự kiện này, quan điểm của họ về các tăng sĩ Tây Tạng đã thay đổi hẳn. Họ không còn phê bình, chê bai nữa, và họ để cho các vị muốn làm gì thì làm. Hỏi: nếu đụng chạm và di chuyển thi thể trước khi thần thức thoát xác, có ảnh hưởng gì đến tâm thức của người chết không? Vì ở trong bệnh viện, sau khi người hấp hối ngừng thở và tim hết đập, còn nhiều thủ tục khác chi phối đến tử thi, sự can thiệp này có hại cho thần thức người chết không? Cody Sanshat Rinpoche trả lời: trước hết, nếu đó là một người tinh thông, có năng thiền định, họ cố gắng luyện tập thiền định sau khi trút hơi thở. Nếu ta lắc mạnh thi thể của họ vào lúc họ trong trạng thái thiền định, thì sẽ quấy rầy đến tiến trình tập trung thần thức của họ. Do đó, tốt nhất là đừng nên đụng chạm đến thể xác họ trong thời điểm ấy. Ngay cả một người thường, người không có tu tập, cũng không được đụng đến thi thể của họ cho đến 3 ngày sau. Nếu một người đang ngủ say nhưng ta lắc mạnh thì họ sẽ thức giấc ngay. Người chết ở đây cũng vậy, khi chạm đến họ không có tác hại gì cho thể xác, nhưng có hại rất lớn đến thần thức của họ. Thêm vào đó, nếu chúng ta buộc phải thay tấm khăn trải giường và nệm từ giường của người vừa chết cho sạch sẽ, thì cũng nên thao tác nhẹ nhàng. Tương tự,
nếu người chết còn mở mắt và hả miệng, thì yêu cầu một người thân trong gia đình đến trước tử thi, bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng, rồi giúp họ khép mắt và miệng lại để trông dễ nhìn hơn. Đối với những người bị dị tật, tay chân cong quẹo, lúc tẩn liệm phải kéo thẳng ra để dễ dàng đưa vào quan tài. Nhưng mỗi cử chỉ đối với người chết đều phải nhẹ nhàng, và phải 3 ngày sau khi người ấy trút hơi thở cuối cùng. Hỏi: có lợi ích gì khi chúng ta chạm hoặc kích thích trên đỉnh đầu của người hấp hối và người chết, đặc biệt là người vừa chết? Gautri Kamtu Rinpoche trả lời: khi một người vừa chết, chúng ta có thể sờ chạm vào đỉnh đầu của họ, đó là vùng huyệt đạo tốt nhất để thần thức thoát ra, mà Ngài Loma Jeton Kapa gọi là chiếc cổng vàng. Do đó, bạn nên kích thích vào vùng đỉnh đầu. Nếu thần thức của người chết thoát ra ngoài bằng đường này, thì chắc chắn họ sẽ phát sinh vào cảnh giới an lành. Nhưng nếu thần thức thoát ra các đường hạ bộ, từ lỗ rốn trở xuống, người ấy sẽ phát sinh vào ác đạo, như cõi ngạ quỷ hay là cầm thú. Vì thế mà người Tây Tạng không bao giờ tiếp xúc phần hạ bộ của thi thể người chết. Nếu ta chạm vào chỗ nào của họ, thì thần thức sẽ tụ lại chỗ ấy mà thoát ra ngoài. Và câu trả lời của Dugo Trianchi Rinpoche: tiếp xúc vào đỉnh đầu của người hấp hối được xem như là đang làm phép chuyển di tâm thức cho họ. Thực hiện phép này không phải là một vấn đề đơn giản. Phải làm cẩn thận để giúp cho thần thức của người hấp hối tập trung ở đỉnh đầu, chỗ mái tóc giáp nhau, gọi là cửa Brahma. Nếu đầu của người ấy không bị xoáy, thì chúng ta phải nhổ 5-3 sợi tóc bên trên cửa ấy và dùng ngón tay trỏ cạo nhiều lần vào chỗ ấy. Việc làm này nhằm giúp cho thần thức của người chết biết chỗ mà thoát ra ngoài. Kỹ thuật này cũng thường giúp cho chất nước vàng chảy ra từ cửa ấy. Dấu hiệu đó chứng minh cho phép chuyển di tâm thức đã thành công. Chương 4. Sau khi thần thức thoát ra khỏi thể xác, nó phải ở trong trạng thái trung ấm thân bao lâu trước khi đi tái sinh? Sau khi thần thức rời khỏi thể xác và bước vào giai đoạn thân trung ấm giữa đời này và cuộc sống kế tiếp, phải mất bao lâu trước khi thần thức này giá vào một bào thai mới? Kirti Changsab Rinpoche trả lời: thời gian kéo dài trung bình để một người đi tái sinh vào một cơ thể mới là 7 tuần lễ. Cứ sau 7 ngày thì thân trung ấm chết đi và rồi tái sinh lại trong một thân trung ấm khác, cho đến khi nó bắt được liên lạc với cha mẹ tương lai mới đi tái sinh. Tuy nhiên, có nhiều người sau khi chết, chỉ mất 2 giây, họ đã đi tái sinh vào cảnh giới khác. Lý do tại sao thần thức phải chịu đựng trong tiến trình trung gian sinh và tử giống như ma quỷ này? Vì do nghiệp thiện và nghiệp ác của người ấy gây tạo đời trước sẽ quyết định
dẫn dắt họ đến nơi thích hợp. Do đó, phải cần có thời gian nhất định để tìm kiếm cho một đời sống tương lai. Dugo Jansé Rinpoche trả lời: 49 ngày là thời gian dành chung cho tất cả mọi người. Nhưng có một số người khác cứ vất vưởng trong thế giới trung ấm này một thời gian rất lâu, có lúc đến 7 năm mới đi tái sinh. Nếu trường hợp họ bị kẹt lại trong thế giới trung gian này, họ sẽ trở thành ma quỷ. Thông thường khi một người đang hấp hối, chúng ta đọc kinh cầu nguyện hoặc nhắc nhở, họ đều nghe thấy. Thậm chí người bất tỉnh cũng thế. Đối với vong linh trong cõi trung ấm, cũng có khả năng nghe, cảm nhận và hiểu được. Khi chúng ta đọc sách Tử Thư Tây Tạng, Tibetan Book of the Dead, để cảnh tỉnh họ. Vì thấy trong 7 tuần lễ đầu sau khi chết là thời gian rất quan trọng để cho người sống làm mọi việc có thể giúp sức tái sinh cho người chết. Còn thần thức của những bé chết trước khi sinh, bị sảy thai, trong lúc sinh hoặc tuổi còn nhỏ, sẽ đi qua các trạng thái trung ấm một lần nữa và nhận thấy một hiện hữu khác. Cha mẹ của họ cũng có thể tạo phước để hồi hướng công đức cho vong linh, hoặc thực hiện các pháp dành cho người chết như thọ trì thần chú kim cương trác đỏa 100 ân, đủ túc số 100 biến, cúng dường đèn, bố thí, phóng sinh, các loài vật, vân vân, để giúp cho thần thức của hài nhi đó được nhẹ nhàng và dễ dàng tìm lối tái sinh. Geshe Lamrimpa trả lời: không thể xác định thời gian chính xác là bao lâu. Nếu một người không phải tái sinh vào cõi người, thì họ liền thác sinh đến cõi khác, chứ không qua giai đoạn thân trung ấm. Nhưng nói chung, một người có thể ở trong cõi trung ấm trung bình là 49 ngày. Có người ở 1 ngày, 4 ngày và có khi 7 ngày. Trong thời gian trụ lại trong trung ấm thân, vong linh tìm kiếm một đời sống tương lai phế hợp với nghiệp của mình để tái sinh. Gautrin Kamchu Rinpoche trả lời: đối với một số người, thời gian dài nhất là 7 tuần lễ. Nhưng có một số khác chỉ ở trong thân trung ấm 3 ngày. Phần lớn mọi người đều phải đầu thai sau 21 ngày. Không phải ai chết cũng qua giai đoạn thân trung ấm. Có một số người tu tập chứng ngộ, có một đời sống phạm hạnh và lợi lạc. Khi chết, họ trực tiếp tái sinh vào cảnh giới tốt lành, chứ không qua giai đoạn trung gian này. Một người phạm tội ngũ nghịch, như giết cha mẹ, phá hoại chánh pháp, hoặc có một đời sống tiêu cực, ác độc, thì sẽ đọa liền vào địa ngục, hoặc một cõi xấu nào đó, chứ không qua giai đoạn thân trung ấm. Chương 5. Quan điểm của Phật giáo về việc tự sát. Xin cho biết quan điểm của Phật giáo như thế nào về vấn đề tự sát? Kodi Chansat Rinpoche trả lời: đối với người Phật tử, tự giết mình là một tội rất lớn. Vì sao? Bởi vì có được thân người là một trong những điều khó, và làm bị thương hoặc hủy diệt thân ấy là một điều sai lầm rất lớn. Tự tử thường bắt nguồn từ kết quả của những cơn nóng giận,
chỉ có giận dữ người khác mà không làm gì được, nên trở lại giết chết mình. Đối với một người không theo đạo Phật cũng thế, tự tử là một hành vi đáng trách và tội lỗi. Sau khi chết, thần thức của họ không có một nơi nào khác, là phải lao theo nghiệp ác của mình. Vì thế chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để giúp họ vượt qua những cơn khủng hoảng tinh thần và nỗi khổ đau của họ. Ở trong tình trạng rối loạn, bế tắc và tuyệt vọng, cơn khủng hoảng trầm trọng này có thể đẩy con người đến chỗ tự sát. Gautama Thamtu Rinpoche trả lời: nhà Phật cho rằng tự tử là một điều tồi tệ nhất mà con người có thể làm. Đây là một hành động tiêu cực, khiến cho thần thức của kẻ ấy gặp khó khăn trong việc tái sinh. Theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, thì có hàng trăm vị nam và nữ thần ở trong thân của chúng ta. Nếu phạm vào tội tự sát, đồng thời ta cũng giết cả họ. Còn theo Phật giáo Đại Thừa, thì dưới chân của mỗi sợi tóc thì có hàng ngàn tế bào sống khác. Khi ta giết ta, thì đồng thời ta cũng hủy diệt chúng. Và câu trả lời của Jesse Lamprempa: theo Phật giáo thì tự tử là một hành vi tiêu cực và là nguyên nhân khiến cho thần thức của người ấy rơi rớt vào cõi xấu. Hugo Rianche Rinpoche trả lời: khi một người tự tử, thần thức của họ thường phải đi theo nghiệp xấu của mình. Rất có thể họ sẽ bị một ác ma bắt lấy và chiếm đoạt sinh lực. Để giúp cho những người này, các vị thầy có năng lực phải làm nhiều lễ cầu siêu đặc biệt như năm cuộc lễ và những nghi thức khác để siêu độ thần thức cho người chết. Hỏi: trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam, có nhiều tăng sĩ đã tự thiêu với động cơ là làm cho thế giới chú ý đến nỗi khổ đau chiến tranh ở Việt Nam. Việc tự thiêu của họ phải chăng là hành vi tiêu cực? Kesi Ramrimpa trả lời: các vị Bồ Tát được phép thực thi một số hành vi mà người thường cho đó là tiêu cực. Tuy nhiên, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì phản đối hành động này. Vì thế, tự tử luôn được xem là hành vi tiêu cực trong truyền thống này. Nếu bạn phân tích kỹ hơn, xem động cơ khiến các vị tăng này tự thiêu là gì, thì chúng ta mới phán quyết là tiêu cực hay tích cực. Trong một bộ kinh của Phật giáo, có ghi lại câu chuyện về một vị tỳ kheo trẻ bị một phụ nữ ép buộc phải lấy bà ta. Vị này biết rõ rằng nếu mình chịu lấy thì sẽ phá bỏ giới luật. Mặt khác, nếu không chịu lấy bà ta, thì bà ta sẽ vu khống rằng mình đã có những hành vi tồi bại. Vì thế, để giải quyết tình cảnh bế tắc này mà không phạm giới, vị ấy quyết định tự kết liễu đời mình. Suy nghĩ như thế rồi, vị ấy giả vờ đồng ý và nói với bà ấy đợi một chút. Vị ấy vào trong phòng, đóng cửa và tự đâm vào cổ họng mà chết. Trước khi tắt thở, vị ấy kính lễ mười phương Tam Bảo và nói rằng: vì tôn kính Tam Bảo và gìn giữ giới hạnh mà không quyết định từ bỏ thân này. Trong kinh nói đây là hành vi tích cực và có công đức. Nếu trường hợp các tăng sĩ Việt Nam vì động cơ muốn cứu vãn chánh pháp của đất nước họ không lún sâu vào chiến tranh, vì một động cơ cao cả như thế, thì hành vi tự thiêu của họ không thể cho là tiêu cực, mà phải được xem là hành vi của các vị Bồ Tát.
Hỏi: quan điểm của Phật giáo như thế nào về việc chấm dứt mạng sống trước khi người ấy chết? Bệnh nhân yêu cầu để cho họ chết tự nhiên bằng cách không dùng thuốc hay những phương pháp y học nào đó, vì họ quá đau đớn về thể xác và tinh thần, trong khi việc điều trị không mang lại kết quả. Gautri Kamchung Rinpoche trả lời: trong trường hợp này, rõ ràng bạn muốn đem lại lợi cho người khác, chấm dứt sự đau đớn của họ. Tuy nhiên, cần phải xem xét cẩn thận, chứ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì giết một mạng người là một tội ác. Vì vậy, dù đau đớn dữ dội, thay vì để cho họ chết, thì cố gắng dùng hết khả năng để điều trị cho họ. Có thể cho họ uống thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần chẳng hạn. Mặt khác, nên nhớ rằng thân người rất khó khăn mới có được. Do vậy, các nhà chữa bệnh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định việc này. Câu trả lời của Jesse Lamprimpa: người ta nên tiếp tục chữa trị để giữ mạng sống cho họ. Nếu người ấy chết với trạng thái tâm giận dữ, bất an, tiêu cực hay hôn mê, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu thai và sẽ gặp bất lợi cho đời sống tương lai của họ. Tuy nhiên, nếu cho họ uống thuốc để rút ngắn mạng sống thì cũng không thích hợp. Hỏi: đôi khi họ muốn được chết thì sao? Jesse Lamprimpa trả lời: họ muốn chết trước thời hạn bởi vì họ không chịu đựng nổi sự đau đớn ngay trong đời này. Nhưng họ đâu biết rằng nỗi khổ đau ấy vẫn phải đối mặt trong đời sau. Vì thế, tốt hơn hết nên giúp họ điều trị. Câu trả lời của Dilgon Chansi Rinpoche: sử dụng máy móc để kéo dài mạng sống của một người không còn cơ may lành bệnh là điều vô lý và hãi hùng. Tốt hơn cứ để cho họ chết một cách tự nhiên trong bầu không khí yên bình. Khi sử dụng máy móc mà không có hy vọng hồi phục cho người bệnh thì không phải là tội ác để chấm dứt việc điều trị bằng máy. Rõ ràng không cần thiết để kéo dài sự sống nhân tạo cho họ. Theo cái nhìn của nhà Phật thì chúng ta nên làm bất cứ điều gì có thể để trợ giúp cho người ấy đối phó với sự xuống tinh thần trong giờ phút đau đớn và sợ hãi, đem lại cho họ niềm bình an vào phút cuối của cuộc đời. Kính thưa quý đạo hữu, tới đây là hết chương 5 của quyển sách Chết và Tái Sinh do Thầy Thích Nguyên Tạng, Chùa Quảng Đức, Australia soạn dịch. Khi làm công quả ta đừng kể công, khi làm công quả ta đừng kể không. Chấp trước công lao, công tựa như không. Chấp trước công lao, công tựa như không. Phải nên tận lực dù việc lớn bé, chăm chú cần cù việc như gấm bông, chăm chú cần cù việc như gấm bông. Tôi là việc,
mà việc cũng là tôi là việc, mà việc cũng là tôi, việc tôi nhập một vui làm như chơi, việc tôi nhập một vui làm như chơi.